Sáng ngày 19 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội thông tin, vào lúc 2 giờ sáng nay, xảy ra vụ cháy tại hộ nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện AY, thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy khiến 3 người tử vong, gồm anh Quy, sinh năm 1985, là chồng chị H, sinh năm 1990, cùng con L, sinh năm 2016. Vụ cháy cũng khiến nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình bị thiêu rụi. Phản ứng trước cảnh báo mới đây của Công an thành phố Hà Nội về việc trên thị trường xuất hiện một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng, Cục An toàn Thực phẩm đã tiến hành rà soát các hồ sơ về tiếp nhận sản phẩm thực phẩm chức năng. Theo đó, hai sản phẩm thực phẩm chức năng có nhãn hiệu Lateral Natural Full Spectrum CBD Tincture và Lateral Natural Reflex Recovery CBD Muscle Gel được giới thiệu có công dụng làm đẹp da, chữa ung thư, bị cảnh báo có chứa chất ma túy tổng hợp Delta-9 Tetrahydrocannabinol TSC. Qua tra cứu dữ liệu tại Cục An toàn Thực phẩm, đến thời điểm hiện tại không có tổ chức cá nhân nào được Cục An toàn Thực phẩm tiếp nhận hồ sơ của các sản phẩm nêu trên. Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng có thông tin đối với hai sản phẩm nêu trên thì cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Trần Văn Tường, sinh năm 1995, Lê Chí Tân, sinh năm 1994, Nguyễn Phú Bình, sinh năm 1983, Lê Thành Dương, sinh năm 1996 và Phan Kim Quy, sinh năm 1995, cùng trú tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận, về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể, thời gian qua ở huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy. Công an xác định đường dây hoạt động trộm cắp và tiêu thụ tài sản là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp. Các đối tượng chỉ trao đổi thông tin, thỏa thuận việc mua bán xe chủ yếu qua mạng xã hội. Lợi dụng đêm tối từ 0 giờ đến 4 giờ, Dương và Quy đã trộm cắp xe rồi bán cho Tường, Tân và Bình. Các đối tượng tiêu thụ đem xe về nhà sửa chữa, thay đổi đặc điểm của xe, cà đục số khung, số máy, rồi bán lại cho người dân trên địa bàn. Từ cuối năm 2021 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy, xe ba gác máy. Ngày 18 tháng 7, Công an tỉnh Long An đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp hai nghi phạm cướp tài sản trên tuyến quốc lộ N2. Hai nghi phạm là Võ Văn Đặng, 20 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng và Lâm Thượng, 20 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, bị bắt khi đang trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bước đầu, hai nghi phạm khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản của chị T vào rạng sáng ngày 16 tháng 7, khi chị điều khiển xe máy một mình trên đường về Kiên Giang. Lúc chị T lưu thông trên tuyến quốc lộ N2, thì bị hai nghi phạm trên đi xe mô tô từ phía sau vượt lên, tay cầm súng khống chế và đạp ngã xe, khiến chị T bị thương. Sau đó, hai nghi phạm cướp của chị T một chiếc kiềng bằng bạc, một điện thoại di động và 1 triệu đồng rồi tẩu thoát. Ngày 18 tháng 7, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an thành phố Long Xuyên đã bắt giữ Lâm Hồng Phúc, sinh năm 1981, trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Đối tượng đang bị truy nã về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Lâm Hồng Phúc bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại một tiệm game bắn cá thuộc khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 22 tháng 1, Phúc cầm súng đe dọa những người đang chơi bài tại khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên. Nhận tin báo, Công an thành phố Long Xuyên triển khai lực lượng tuần tra kiểm tra trên người Phúc có một khẩu súng ngắn, loại rulo ZB5 và 16 viên đạn. Sau khi được gia đình bảo lãnh chờ điều tra xử lý, Phúc đã bỏ trốn. Đến ngày 26 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Phúc. Theo Công an tỉnh An Giang, Lâm Hồng Phúc là đối tượng từng có 6 tiền án về các tội bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và đánh bạc.
Ngày 18 tháng 7, liên quan đến sự việc ba bảo vệ làm khó bệnh nhân xảy ra trưa ngày 17 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Hoàng Mỹ cần chấn chỉnh nội quy, quy chế bệnh viện, công tác bảo vệ, giao tiếp, chuyển tuyến. Cùng ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Trần Hùng đã có bản tường trình gửi đến Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước, báo cáo việc sa thải ba bảo vệ đang làm việc tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước vì cách hành xử không chuẩn mực trong phạm vi y tế. Trước đó, trưa ngày 17 tháng 7, một nhóm lái xe thiện nguyện ở tỉnh Đồng Nai đến Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước ở ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài để chở một bệnh nhân trong tình trạng nặng về quê Hà Tĩnh điều trị, nhưng bị nhóm bảo vệ bệnh viện này cản trở gây khó khăn cho bệnh nhân. Anh Nguyễn Văn Phê, lái xe cấp cứu hỗ trợ bệnh nhân thuộc nhóm hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Đồng Nai cho biết, nhóm nhân viên bảo vệ bệnh viện cho rằng xe của anh Phê là xe dù nên ngăn cản không cho đậu trong bệnh viện để đón bệnh nhân. Nhóm bảo vệ yêu cầu anh Phê đưa xe ra ngoài cổng để chờ đẩy bệnh nhân ra ngoài. Từ đây, hai bên lớn tiếng. Ông Đặng Văn Đẩu, Giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước cho biết trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và Sở Y tế tỉnh có công văn cấm tình trạng xe dù hoạt động trong bệnh viện. Tuy nhiên, trường hợp này là xe hoạt động thiện nguyện, không có tư lợi. Tổ bảo vệ của bệnh viện đã hành xử hoàn toàn sai. Ông Đặng Văn Đẩu gửi lời xin lỗi gia đình bệnh nhân, người lái xe. Ngày 18 tháng 7, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra xử lý việc khu du lịch sinh thái Hồ trên núi Tài Lộc, xã Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc, xây dựng nhiều công trình như nhà nghỉ, khu ăn uống, điểm ghi hình không phép ngay giữa lòng hồ thủy điện Đa My. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã đình chỉ hoạt động khu du lịch sinh thái Hồ trên núi Tài Lộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Ngọc Thạch khẳng định, sau khi xác định những sai phạm, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu chủ khu du lịch sinh thái tự tháo dỡ các công trình vi phạm, nếu không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý những sai phạm mà khu du lịch này gây ra sẽ hoàn tất trong tháng 7 năm 2023.